Hello, welcome back to my channel. Start again, go. One day. Okay, let's go. Bây giờ đến đâu ông già? Aha. Rồi ok. Đây là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ra. Mình sẽ đặt cái này nào. Xem có gì trong này không. Tiếp tục món đồ tiếp theo. Mình xin đường này, tránh mà ông bà này đứng ở ngay cạnh cánh cửa. Wow, đúng thật. Bây giờ sẽ mò sang đường này. Oh my gosh. You are. Oh.
Ông ta chắc vẫn đang trên tầng 2. Đây rồi. Let's go. Oh my god. Không đi đường này. Mới có đi thoát được không? Wow. Bị vướng hai cái chắn cột, đâm ra không thể chạy được. Mà khẩu súng sạc găn thì mình đã đẩy dưới rồi. Ok. Và đã sang ngày thứ hai. Let's go. Ở đây thì mình sẽ thoát bằng chiếc máy bay. I see you. Phải xử lý ông ta. Ok. Chiếc cột này khi mà rơi xuống thì các bạn không đi qua được. Wow. Ok, rồi. Bắt đầu tàu thoát bằng chiếc máy bay nào.
Sau đó thì các bạn sẽ lóc vào đây. Ok, lúc đó thì các bạn sẽ không rơi xuống được. Và mình sẽ đổ xăng vào chiếc máy bay này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tiếng thứ hai, Evinol. Dây điện. Ta vẫn đang đọc kinh hay là gì đó. Và đây là thời cơ để mình phá vỡ chiếc hộp này. Chuyển khỏi đây thôi. Rồi ok. Sit in here, escape.
Welcome to Samando and Open East. Level 2. Wow. Đây như là ngôi nhà của ông Mr. Smith. Trong này có một cái gì đó. Chiếc chìa khóa đâu đây? Trên tầng 2. Chìa khóa trên tầng 2, đúng không? Oh my gosh. Khi xuống tầng này, sau đó thì mình sẽ mở khóa này và vào trong căn phòng này luôn. Ok, mở khóa đã, lấy chiếc chìa khóa trong này, sau đó thì mình sẽ xuống tầng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng thứ tư. Night one, so we'll be in zero. Tựa game này thì các bạn sẽ hóa thân là một anh cha cho em bé Ti và chăm sóc em bé. Nhưng ai ngờ em bé này chính là một ác quỷ. Càng về sau thì các bạn sẽ biết được em bé như thế nào. Ngay lúc đầu đã có những biểu hiện như thế này rồi. Ok. What's TV on the sofa?
Nai chư. F from pitch. Ok. Night three. Tiến sâu bên trong. Wow. Good night. Ok, và mình đã hoàn thành được tựa game này. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. Evido. Start game. Ở tựa này thì các bạn sẽ phải trốn thoát khỏi ngôi nhà của cậu bé Evido này. Đây là một cậu bé ma và cậu ta không biết chết vì nguyên nhân gì. Hoặc là có thể cậu ta bị một căn bệnh gì đó. Thì khi đó thì các bạn bị cậu ta giam trong này. Và bây giờ thì các bạn sẽ phải thoát khỏi nơi đây. Thoát khỏi ngôi nhà ma của cậu bé. Một ngôi nhà hoàn toàn kinh dị. Rất nhiều rêu. Và ngôi nhà này đã bỏ hoang khá là lâu rồi. Bộ pin thì mình sẽ vứt trong này. Đi sâu trong này xem có gì không. Rồi, và lọ này thì các bạn sẽ dùng để tẩm vào thức ăn của cậu ta. Đó là một chiếc hamburger. Một chiếc hamburger. Cho lên một nền đĩa.
front, but you can't escape. Ba tám tám năm. Ok, sau đó thì các bạn sẽ uống bằng nước này. Khi đó, khi uống nước này thì các bạn sẽ vào được trong cái cửa này. Hiện tại thì mình chưa vào được, và bây giờ thì mình sẽ uống. So, let's go.
Ok. Một tự game mà. Four. Khi những con ma xuất hiện thì các bạn sẽ phải ấn vào màn hình. Wow. Thì khi đó thì các bạn sẽ trùng trăng và không nhìn thấy ma. Thì lúc đó thì các bạn sẽ thoát được. Nếu mà con ma đã xuất hiện và các bạn chưa trùng trăng thì nó sẽ bắt các bạn ngay. Và lúc đó các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới game thứ 7. Mito Hope Play Hope. Mom Das, where are you? Go back to bed. Rồi, các bạn sẽ quay về. Oh my gosh. Mấy tổ hộp đã xuất hiện. Ở đây các bạn sẽ phải về nhà cẩn thận. Nếu không thì ông ta phát hiện. Nếu có các bạn sẽ bắt ngay. Tựa game cuối cùng. Granny Scary. Scary Granny. Play.
Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm sách chìa khóa. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.